Cho em Alo. hỏi thuốc nào tiền thế là ham muốn của chồng không chị? Thuốc nào để kiềm chế lại ham muốn của chồng á? Vâng ạ. Thế sao? Chồng em sao lại muốn kiềm chế ham muốn của chồng? Chồng ham muốn chồng sinh lý khỏe sướng mức chết. Không sướng chị ơi, mẹ nó toàn 1-2 giờ đêm nó đi làm về nó hành em. Không Tầm nhưng lúc đấy em ngủ say rồi cứ dựng em lên nó này, nó sinh hoạt vợ chồng em kiếm nó lại công chứ như con quỷ ấy. nó kiếm cho nó một bà vợ nữa. Trời ơi, một bà không chịu nổi, bà nào chịu nữa. Vì sao em lại muốn kiềm chế lại ham muốn của chồng? Bởi vì là nó quan hệ toàn lúc 1-2 giờ sáng mà lúc đấy em ngủ say rồi mà nó cứ dựng em dậy quan hệ. Em quá mệt mỏi rồi. Thực ra là cái thuốc để kiềm chế lại ham muốn thì nó cũng không có đâu. Các bà toàn làm cái kiểu ngược đời không. Chồng sinh lý tốt mà lại muốn kiềm chế lại. Mình dùng không hết là mình phải cho những người khác dùng, mình phải biết san sẻ cho những chị em mà thiếu thốn hơn mình. Chứ sao mình dùng không hết mình lại kiềm chế nó lại. Thấy chưa? Mình biết san sẻ, mình là một người phụ nữ bao dung rộng lượng, mình phải biết san sẻ em nhá. Thôi ba ơi em không san được đâu, bác có thuốc gì cứu em không chứ em không thể san nổi. Đây đây có một phương pháp. Thôi, nếu mà chồng mà nó ham muốn nhiều quá thì cố gắng bảo chồng là sáng dậy sớm làm cái rồi đi làm cho khỏe khoắn. Tối không làm nữa để ngủ khỏi đêm mất khỏi mất ngủ. Chứ bây giờ chồng mà ham muốn nhiều quá như thế thì cho nó làm việc nhà đi. Cho làm thật nhiều việc nhà vào, không thì mình lại ham muốn hơn nó, kiểu gì sẽ đáp ứng được. Cân bằng. Phải nói chuyện để hai vợ chồng cân bằng với nhau về cái chuyện đấy. Có nhiều cặp vợ chồng bỏ nhau cũng chỉ vì chuyện tình dục. Ở bên nhau vì chuyện tình dục, bỏ nhau cũng vì chuyện tình dục. Đấy. Thế nên là phải biết cân bằng nhá. Chắc là em phải bắt thôi chứ em không thể chịu được nữa rồi. Lấy Nhà thêm bác vợ mua thuốc nữa. gì ạ? Không, không có thuốc gì cả, lấy thêm vợ nữa cho nó nhá. Lấy vợ nữa nhá. Sao em cho nên lấy vợ nữa chứ mệt quá. Đúng rồi.